Đây là một loại rau kỳ lạ, được mệnh danh là loại rau đẹp nhất thế giới do Đức Phật tạo ra. Bạn có biết đó là loại rau gì không? Và câu trả lời của chúng ta đó chính là súp lơ san hô. Súp lơ Phu Tu có nguồn gốc từ nước Ý, thường được các nhà hàng cao cấp sử dụng để nấu ăn. Sở dĩ gọi là súp lơ do Đức Phật tạo ra là bởi vì hình thù của loại rau này không khác gì mái tóc của ngài. Không những thế, loại rau này còn có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần súp lơ thường, giúp bảo vệ tim mạch, tốt cho thị lực và phòng chống ung thư. Người ta thường mang loại rau này đi luộc hoặc nướng ăn trực tiếp, hương vị cảm nhận là giống như lai giữa súp lơ trắng và súp lơ xanh vậy. Còn bạn đã được thưởng thức loại súp lơ độc đáo này chưa nhỉ?